Tiếp tục bản tin sẽ là những thông tin về việc xử lý vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, người từng làm mưa làm gió với những phát ngôn xúc phạm nghệ sĩ trên mạng xã hội. Sau khi có quyết định gộp vụ án từ công an tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ cho công an thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng đã công bố nhiều kết quả quan trọng, trong đó xác định được một số nhân vật giúp sức cho bà Phương Hằng trong các buổi livestream. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự 2015. Theo kết luận điều tra của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, bà Hằng sử dụng tổng cộng 12 tài khoản mạng xã hội, gồm một tài khoản Facebook tên Nguyễn Phương Hằng, hai tài khoản YouTube tên Trường Đua Đại Nam, Christiana Nguyễn và chín tài khoản TikTok. Từ tháng 3 năm 2021, bị can đã tổ chức nhiều buổi livestream thông qua các nền tảng mạng xã hội này để phát ngôn về nhiều chủ đề, nội dung khác nhau. Tại các buổi phát trực tiếp, bà Hằng phát ngôn về những nội dung, chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều người. Bà Hằng khai, những phát ngôn của mình trên livestream là do đọc trên mạng, đọc báo và nằm mơ nên chưa được kiểm chứng, không có căn cứ chứng minh. Bên cạnh đó, kết quả xác minh của Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định các video mà bà Hằng đăng tải trên không gian mạng thu hút nhiều người vào xem và bình luận. Video có số lượt tương tác nhiều nhất là hơn 610.000 lượt xem, 14.000 lượt thích cùng hơn 5.000 lượt bình luận. Quá trình điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định các buổi livestream của bị can Hằng có sự giúp sức của Huỳnh Công Tân, 28 tuổi, trưởng phòng truyền thông công ty Đại Nam, Lê Thị Thu Hà, Hà Ly, 30 tuổi, nhân viên công ty Đại Nam và Nguyễn Thị Mai Nhi, Hoàng Nhi, 39 tuổi, trợ lý bà Hằng tại công ty Đại Nam những người này có nhiệm vụ đăng tin trên facebook về tiêu đề thời điểm đường dẫn đến kênh youtube tiktok sẽ phát live stream ý các nội dung sẽ phát ngôn đưa cho bà hằng trước buổi live stream chuẩn bị sử dụng các phương tiện thiết bị điện tử để phục vụ live stream và phát live stream trên các tài khoản mạng xã hội của bà hằng ngoài ra họ còn dẫn chương trình các buổi live stream đưa tài liệu khi bà hằng phát ngôn và thông báo số lượng người xem đọc lại các bình luận trực tiếp trên mạng xã hội trong các buổi livestream nói về nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Vi Anh có sự tham gia của ông Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và luật sư Nguyễn Đình Kim. Công an xác định hai người này có phát ngôn liên quan tới nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Vi Anh. Kết quả giám định giọng nói cho thấy tiếng nói của người phụ nữ tự xưng là Phương Hằng trong mẫu cần giám định và tiếng nói của bà Nguyễn Phương Hằng trong mẫu cần so sánh là của cùng một người nói ra, không phát hiện dấu hiệu cắt ghép chỉnh sửa nội dung tiếng nói trong mẫu cần giám định. Căn cứ tài liệu điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị can Nguyễn Phương Hằng đã phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự 2015. Đối với những cá nhân có liên quan tham gia giúp sức cho hoạt động của bà Hằng, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, khi có kết quả cơ quan điều tra sẽ xử lý theo pháp luật đối với các cá nhân sử dụng kênh youtube để đưa chia sẻ thông tin liên quan tới bà hằng nhằm mục đích câu like để tăng thu nhập cơ quan điều tra phối hợp với các đơn vị theo chức năng sẽ xác minh xử lý theo quy định pháp luật